nhận định Manchester United với Leeds United. 23:30 ngày 20 tháng 12, tại vòng 14 Premier League, Man United đang đứng trước cơ hội giành thêm 3 điểm trong chặng đường đua đến top đầu mùa giải nhờ chỉ phải đón tiếp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Leeds United. Chuyên gia nhận định Man United với Leeds là trận đấu có cục diện vô cùng khó đoán khi phong độ của hai đội đang lên xuống thất thường. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Man United vẫn được coi là một ông lớn tại giải ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Leeds United sau gần 2 thập kỷ lạc ngụp tại các giải hạng dưới mới có thể trở lại Premier League ở chiến dịch 2020/21. Lần gần nhất Man United và Leeds United đối đầu nhau ở ngoại hạng Anh đã diễn ra từ năm 2004. Trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford. Người hâm mộ càng dễ dàng hình dung ra sự lép vế của Leeds United so với đối thủ. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là Man United được tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng dễ dàng trong 90 phút tranh tài sắp tới. Quỷ đỏ ở mùa giải này thi đấu bất ổn và liên tục gây thất vọng ở các trận đấu trên sân nhà. 9 trận tiếp khách gần đây tại nhà hát của những giấc mơ tính trên mọi đấu trường, Man United chỉ thắng được 3 trận, còn lại 4 thất bại và 2 trận hòa. Trận gần nhất Man United phải rất vất vả mới có thể đánh bại đội vét bảng Sheffield United với tỷ số 3-2 trên sân khách. Sheffield United mới giành được 1 điểm từ đầu mùa, trong khi Leeds United lúc này đã có 17 điểm, chỉ kém Man United 3 điểm. Điều đáng bàn là Leeds United cũng luôn tạo được sự tin tưởng ở các chuyến làm khách. 13 trận xa nhà trước đó tính trên mọi đấu trường, Leeds United bất bại tới 9 lần với thành tích cụ thể là 8 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận gần nhất Leeds United đã đánh bại Newcastle với tỷ số 5-2 vào ngày 17 tháng 12. Sẵn đà hưng phấn, Leeds United hứa hẹn sẽ khiến Man United tiếp tục đánh rơi điểm số trên sân nhà. Hai lần gần đây làm khách ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, Leeds United đều cầm hòa quỷ đỏ với tỷ số 1-1. Dự đoán kết quả Man United với Leeds United 3-2.